Kèo đấu chạm 3 và không còn cơ hội để Sobi có thể sửa sai nữa rồi. Em bắt buộc phải thắng 3 trận đấu còn lại nếu như muốn ghi tên mình vào trong vòng thi đấu cuối cùng, vòng thi đấu chung kết để đối đầu với chim sẻ hoặc tiểu thủy ngư. BB đang tương đối giống chim sẻ. BB đang khá giống chim sẻ khi mà BB cũng để thua 2-0. Sẻ cũng để thua 2-0. Hai trận bán kết đang diễn ra thế trận 1 chiều. Nhưng tôi nghĩ với đẳng cấp của BB và với đẳng cấp của sẻ, nhiều năng sẽ có Tơn và Nguyễn Thị Bật. Và mình xin phép các bạn được tắt mic trong một vài phút. Vâng, xin em xin lỗi anh em nha, vâng, trận bên kia nó căng quá. Vâng, xin lỗi tất cả anh em, trận bên kia nó căng quá. Như vậy là chim sẻ đã bật được một trận trước game thủ tiểu thủy ngư. Tỷ số hiện tại đang là
1-2, Ngư vẫn đang dẫn trước. Còn không biết bây giờ thì Bi có bật được Hồng Anh không. Bi cũng đang bị Hồng Anh dẫn trước với tỷ số là 2-0. Bắt đầu ra ngoài để có thể xây A. Nhà Hồng Anh đã được Bi phát hiện ra nằm ở vị trí góc 9 giờ. Trận này nhà Bi đang tương đối đẹp. Chiếc nhà BA tiếp theo. 5A trận đấu này có được hay không? Tôi nghĩ là sẽ cố 5A. Như vậy sẽ là 5A trong trận đấu này dành cho BB. Lực đang là khá được. Thịt có vẻ hơi vơi và có lẽ cần phải ra thêm một cái ruộng nữa. Không, như vậy là đi ăn gỗ. Tơn đầu tiên sẽ đều, nhưng các tơn sau thì còn phải chờ đợi xem. 5A đều trong tơn đầu tiên. Bi có vẻ như lên đời sớm hơn Hồng Anh. Điểm số của em đang cao hơn. Tham lại. Như vậy là 32 dân dành cho game thủ Hồng Anh và 31 dân dành cho game thủ BB. Vâng, Hồng Anh đang hơn Bi một con dân ở trong trận đấu này. Và Bi bắt đầu sẽ là những tơn đi cổng sang nhà của Hồng Anh. Sẽ là, phải chăng sẽ lại là những tơn điều rờ đối với Hồng Anh hay chăng? Vâng, gặp nhau tơn trong tay. Vâng, hơi đen dành cho Bi. Hơi đen dành cho Bi. Đi cùng rờ gặp ngay một con đê và mất ngay một cùng rờ. Bây giờ thì sao? Nhà ông Anh đang tương đối đẹp, gặp quân. Gặp quân, như vậy là hai tôn quân gặp nhau và cả hai đều quay đầu. Bị cố gắng ăn được một cung R của Hồng Anh không? Cân bằng tỷ số. Vâng, như vậy là cân bằng tỷ số về khả năng điều R. Rất cân. Quan trọng ở trong trận đấu này là cái điểm yếu Hồng Anh nó nằm ở ngay mặt nhà của BB. Hồng Anh đang cố gắng có một tơn đi móc máy. Liệu rằng có thể móc được không? Bi cũng đang rất tập trung. Hãy cẩn thận bị bắt tơn đi quân ở mỏ gỗ của đối phương. Không biết rằng, vâng, như vậy là Hồng Anh có một tơn quân nào trên bản đồ con. Đây là hai tơn của Hồng Anh. Ơi trời ơi, vâng, Hồng Anh muốn có một tơn nào nhưng sẽ không thành công đâu. Đứng khung đờ xếp bản đồ. Hồng Anh sẽ một tơn đi và xếp bản đồ, tôi tin là như vậy. Đây rồi, Hồng Anh kéo quân về để có thể bắt. Kéo quân về để có thể bắt. Tươi. Tôi tươi lắm. Bắt tơn này thì là ngon luôn. Vẫn chưa thấy tơn đi quân của Hồng Anh nằm ở đâu. Vâng, sư tử lại còn cắn cả quân bên mình, cạn lời. Tơn đi quân ảo diệu của game thủ Hồng Anh. Bi đang chạy dần rất khéo léo. Ở nhà Bia thì đang bị ốp. Tham lai đang là 53. Vâng, vẫn đang rất cố gắng đến từ BB. Và bây giờ thì vâng, bây giờ thì bị ốp à. Hồng Anh có một tơn đi quân rất hay và ảo diệu. Lại là một tơn nữa được đâm thẳng vào ruộng đến từ game thủ Hồng Anh. Bi đang ăn được quân. Sư bạn Bi đang ăn được dân. Sư bạn Bi đang ăn được quân. Còn Hồng Anh thì lại đang ăn được dân. Một tơn quân tiếp theo đến từ game thủ Hồng Anh. Hồng Anh đang công rất rát game thủ BB. Công rất rát nhưng Bi vẫn đang thủ nhà. Vâng, đại khái là có thể gọi là dẻo. Đại khái có thể gọi là dẻo. Đây rồi, tiếp tục sẽ là một pha bắt được quân. Bị đứng quân rất nhiều bên trong nhà của mình. Vâng, liên tục bị móc máy, nhà của Bi không phải là đẹp. Nhưng Bi đang bắt được nhiều quân. Ơ thơm này. Vâng, nhưng bị móc máy quá nhiều. Thực sự là bị móc máy quá nhiều và tơn này thì có lẽ Bi sẽ không thủ nữa và Bi sẽ đi vâng ốp ngược trở lại. 52. Hồng Anh tham này thấy bảo là 60 nhưng có lẽ đó là tham này dân. Vâng, hở rồi.
Như vậy là Hồng Anh hở nha. Và Bi lao thẳng vào bên trong. Nhưng Hồng Anh có quân đứng bên trong, nhưng tuần này thì Bi đông hơn. Chơi luôn tuần này không? Không, như vậy là Bi bắt buộc phải rút lui. Và rút lui đó sẽ là một cái gì đó rất bất lợi dành cho game của Bi. Khi Bi là người ít dần hơn và bị móc nhiều dần hơn. Tiếp tục là bị móc, rất khó chịu. Vâng, hai cung rờ Sidan ở trong ruộng. Nó rất là nhói, nó bắn rất đau. Nâng cấp chặt cỗ hai. Bi vẫn đang cố gắng ra đều, cũng còn cùng rờ của mình. Nhưng tất nhiên là lực của Bi sẽ không thể nào bằng lực của game thủ Hồng Anh. Không biết là Hồng Anh đã có vòng BA thứ 6 hay chưa? Chắc là sẽ rồi. Chắc là sẽ có BA thứ 6 rồi. Tham 53. Bây giờ thì Bi chuyển từ thế thủ sang thế công. Vâng, Hồng Anh đi lỗi quân trong tình huống này. Rất tươi. Bi đẩy thêm một tuần quân nữa lên. Không, sao không một pha vẩy e em ơi. Vâng, vẩy e tuần đấy thì phải tuyệt vời không? Vâng, đứng đốt nhà BM của game thủ Hồng Anh. Bi chuẩn bị lên xong cái chặn của hai. Còn Hồng Anh có vẻ như là có rồi. Hồng Anh hình như là không. Đúng rồi, là Hồng Anh có rồi. Hồng Anh đã có chặn của hai rồi. Từ từ, từ từ. Cứ đứng ở bên ngoài và đốt nhà BM trước đã. Cứ đốt nhà BM trước đã. Cứ từ từ, không việc gì phải vội. Đây là một pha điều quân giữa cả hai game thủ. Vẫn đang cố gắng sóc đều được 5 nhà BA. Nhưng từ nãy đến giờ thì BB không ăn được. Từ nãy đến giờ thì BB không ăn được dân của Hồng Anh. Còn Hồng Anh thì ăn được khá khá dân của game thủ BB. Vâng, tham lai của BB là 45. Nhưng dường như tham lai đang chỉ là cần. Vâng, BB toàn cung rờ đỏ máu thôi. Xanh cỏ đỏ da rất nhiều cung rờ đến từ game thủ BB. Tham 45. Thông tin báo về tham Hồng Anh cũng chỉ là vâng 4x. Dường như cũng chỉ là 4x. Cung rờ hai bên đang là ngang phớ. Nhưng BB cần phải chú ý soi máu những con cung rờ của mình. Tham cần. Tham cần, Hồng Anh muốn trèo dốc. Vâng, trèo dốc phải cả chúng tôi này. Nhưng có một tơn lọt vào ruộng. Vậy ấy, vậy ấy. Không được, một tí nữa thôi. Một tơn lọt định mệnh đến từ game thủ Hồng Anh. Tơn ở bên ngoài thì Bi đỡ tươi. Và tơn ở bên trong thì cần phải giữ được dần. Ba cung rờ lọt ở bên trong, liệu rằng có sát thương nhiều hay không? Vâng, chỉ là ba cung rờ thôi. Nhưng cung rờ AC Ran sát thương là rất cao. Vâng, Hồng Anh đang móc máy rất nhiều nhà của game thủ. Vâng, Hồng Anh đang móc máy rất nhiều nhà của game thủ BB. Nhưng tơn này thì BB khả năng sẽ lỗ. Chứ bạn, Hồng Anh khả năng sẽ lỗ. BB vẫn đang thủ nhà rất tươi, 47. Như vậy là thông tin báo về thì tham lai vẫn đang cần. Một bên đang là tham lai 47, còn một bên đang là tham lai 50. Hiện tại đang rất gần nhà, vâng, ngồi rất gần bình luận viên Tuần Tiền Hải. Và BB tiếp tục dồn lên trong tơn này. Dồn lên. Và tiếp tục sẽ là đấu quần. Không, BB rút lui một chút. Đây rồi, phải chăng là pha đi lỗi quân đến từ Hồng Anh? Pha đi lỗi quân đến từ Hồng Anh. BB đã dàn quân đẹp hơn. Tờ này thì Hồng Anh chết khá nhiều. Vẩy e. Không có một pha vẩy e đến từ game thủ BB. Rất đáng tiếc. Vừa rồi là một pha vẩy e thì sẽ là một pha ăn được nhiều quân hơn đến từ BB. BB đang công vào cái mặt mà Hồng Anh đang phải ăn gỗ. Dường như nhà Hồng Anh cũng không có quá nhiều gỗ. Một trận cũng đang là rất căng thẳng. Trận bán kết 1. Vẫn là 5 nhà BA. Dường như Hồng Anh có một tơn đi sắp mềm đồ sang nhà của BB. Dường như có một tơn sắp mềm đồ sang nhà của BB. Và BB dường như biết cái điều này. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, khả năng ruộng chính bị vào rồi. Tôi tin là như vậy, một tơn ruộng chính bị vào. Tôi biết ngay mà. Một pha đi sắp mềm đồ đến từ game thủ Hồng Anh. Một tơn rất chí mạng. Rất ghê gớm. Hồng Anh sẽ bị mất, vâng, BB sẽ bị mất dân sau tơn này. Một tơn đi quân cực kỳ ảo diệu. Hồng Anh đi quân hay quá. Đây là một tơn quân tôi đánh giá rất cao đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, úi dồi, 3 cung R. Bắn chết rất nhiều dân của B. Những con nông dân của B thì cũng đang xanh cỏ đỏ ra là khá nhiều. Nhưng B cũng có muốn có một tơn đi quân ảo.
Một tên đi ảo. Ăn được nhiều dân không? Đây là Tân Khang. Hồng Anh đang rất đông quân. Còn Bi thì đang hơi với thịt nên chưa sóc đều đứng còn cung đỏ của mình. Một tân quân đứng trên dốc và đấu luôn. Vâng, như vậy đây là một mỏ gỗ tiếp theo đến từ game thủ Hồng Anh. Nhưng đây là tân quân chí mạng của game thủ BB. Bi đang phản công rất hay. Đây là tân phản công đến từ game thủ BB. Hồng Anh đã quá mải mê để đuổi theo tân quân kia đến từ game thủ vâng BB. Và sau đó BB có một tân lao vào trong nhà đối phương để ăn dần. Tiếp tục chơi luôn. Tiếp tục chơi luôn. Vâng, thông tin báo về thì dường như là tỷ số được cân bằng hai đều trong quay đầu giữa Chim Sẻ và Tiểu Thủy Ngư. Rất hay. Vâng, Hồng Anh sóc được rất nhiều dân tại nhà chính. Lượng thịt của Hồng Anh có vẻ như là nhiều. Nhưng ở nhà thì Hồng Anh cũng đang bị công vào màu gỗ. Rất nhiều quân đến từ Hồng Anh. Rất nhiều quân. Và tiếp tục bị móc vào dần. Kéo quân về để đỡ thôi em ơi. Kéo quân về để đỡ thôi. Hồng Anh dường như đang muốn ăn một mỏ gỗ khác. Muốn ăn một mỏ gỗ khác. Vẫn là ba cùng đò. Vẫn là ba con gỗ đò đến từ game thủ BB thôi, đến từ game thủ Hồng Anh thôi. Tơn này làm tơn ăn được nhiều dân hơn. Nhưng Hồng Anh đang nhiều quân hơn. Không biết Hồng Anh chạy đám nông dân ăn gỗ đi đâu rồi. Dường như sẽ là góc 3 giờ. Tôi tin là như vậy. Đây rồi. Bắt hai công rờ này của game thủ Hồng Anh. Thế trận vẫn đang là cân. Nhưng bây giờ thì Hồng Anh muốn úp à. Liệu rằng có úp được không? Vâng, lại là có 3 cùng R. Liên tục là tơn 3 cùng R để móc máy. Vâng, muốn có một tơn úp. Đây rồi, đây là mỏ gỗ của game thủ Hồng Anh. Nhưng ở nhà ruộng, ruộng. Vâng, rất đau. Bị móc một tơn vào ruộng. Hồng Anh mất dần làm gỗ. Nhưng vấn đề là Hồng Anh vẫn đang còn... Tham này chỉ là 47 thôi. Liên tục lãng tơn ăn miếng trả miếng. Đến từ hai game thủ trẻ của chúng ta. Một tơn đi ảo rượu vào khoanh ruộng không? Bì muốn có một tơn đi quân ảo. Vâng, như vậy là Hồng Anh đang rất nhiều quân, các bạn có thể thấy. Rất nhiều quân đến từ game thủ Hồng Anh. Không thể móc máy được. Bì đang cố gắng bắt cùng đờ phía bên ngoài của đối phương. Hồng Anh lại một tơn đi móc máy. Cực kỳ khó chịu đến từ game thủ trẻ Hồng Anh. Những pha móc máy quá khó chịu. Pha về e của Bì. Một pha vé tốt. Vẫn là pha vé tốt đến từ game thủ BB. Nhưng Hồng Anh tiếp tục dồn lên tập 2. Rất mất tay bởi game thủ BB. Rất mất tay. Hồng Anh dường như đang không có gỗ. BB đang liên tục công vào gỗ đến từ game thủ Hồng Anh. Nhưng ở mặt phía trên. Móc máy nhiều quá. BB không đủ tay để về thủ lại những tần móc máy của Hồng Anh. Khó rồi. Và xin chia buồn cùng với game thủ BB. Em đã rất hay. Nhưng thực sự thì em không gặp mày. Rất đáng tiếc. BB rất hay rồi. Nhưng Hồng Anh còn hay hơn. Xin chúc mừng game thủ Hồng Anh ở trong trận thi đấu này. Hồng Anh là game thủ đã giành chiến thắng trước game thủ BB trong trận bán kết với tỷ số là 3-0.